Mỗi lần người đàn ông cưỡng bức cô gái, hắn luôn đặt một tấm gương trước mặt cô gái, bắt cô gái tận mắt chứng kiến cảnh nhục nhã của mình. Và ngay hôm nay, người đàn ông lại bắt một cô gái xinh đẹp khác. Nhưng khi hắn mở ba lô của cô gái, hắn vô tình phát hiện ra thẻ cảnh sát của cô gái. Tuy nhiên, biết cô gái là cảnh sát, người đàn ông không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, hắn cho rằng đùa giỡn với nữ cảnh sát khiến hắn cảm thấy kích thích hơn. Là một cảnh sát mà cô xinh đẹp quá, lát nữa tôi nhất định sẽ tận hưởng cô thật tốt. Đối mặt với sự trêu ghẹo của người đàn ông, nữ cảnh sát không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, hắn nhổ một bãi đờm lên. Nhưng hành động này của cô ngay lập tức khiến người đàn ông tức giận. Ngay giây tiếp theo, may mắn là khi người đàn ông giơ dìu lên chuẩn bị chém nữ cảnh sát, đồng đội của nữ cảnh sát, lão Kim, đã kịp thời đến đây. Tuy nhiên, đối mặt với sự đe dọa có súng của lão Kim, người đàn ông không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn chế giễu lão Kim quá ngu ngốc, điều tra 2 năm mới phát hiện ra mình. Nhìn tên tội phạm đắc ý trước mặt, lão Kim không nói nhiều với hắn, mà trực tiếp đe dọa hắn bỏ vũ khí xuống. Nhưng điều không ai ngờ tới là, khi lão Kim từng bước tiến về phía người đàn ông, chuẩn bị bắt sống hắn, bài hát phát từ radio ở cửa đột nhiên dừng lại, khiến nút bật ra, khiến lão Kim tưởng nhầm có người phía sau, thế là ông quay lại bắn về hướng radio. Còn người đàn ông thì nhân cơ hội nhặt cây dìu lên, chém một nhát vào cổ nữ cảnh sát. Khi lão Kim nhận ra thì đã quá muộn, ông bắn một phát vào chân người đàn ông, nhưng phát súng này không trúng chỗ hiểm, vì vậy người đàn ông không dừng hành động lại, tiếp tục điên cuồng chém vào người nữ cảnh sát, cho đến khi viên đạn thứ hai bắn trúng vai người đàn ông mới hoàn toàn mất khả năng hành động. Nhưng điều khiến người ta phẫn nộ là, nữ cảnh sát lúc này đã bị chém đến nỗi máu thịt mờ mịt và hoàn toàn tắt thở. Nhìn vẻ đau khổ của lão Kim, người đàn ông lại đắc ý đến chết. Lúc nãy khi cậu chĩa súng vào tôi thì không nên phân tâm, như vậy thì nữ cảnh sát này đã không chết rồi. Lão Kim thấy vậy không thể chịu nổi, xông lên đánh người đàn ông một trận tơi bời. Nhưng dù vậy, người đàn ông vẫn tiếp tục khiêu khích. Đối mặt với thứ vô nhân tính như vậy, lão Kim không thể kìm nén cơn giận trong lòng nữa. Anh ta quay người nhặt chiếc, nhưng khi ông Kim chuẩn bị dùng dìu giết tên cặn bã này, thì cảnh sát hình sự đến hỗ trợ đột nhiên đến đây ngăn cản ông, và ông Kim cũng phải bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng, hung thủ Hoàng Đài Đô bị kết án tử hình vì tội giết người hàng loạt. Cảnh sát đã thi hành án treo cổ anh ta ngay trong ngày xét xử. Tưởng rằng cái chết của Hoàng Đài Đô sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội, nhưng không ngờ 20 năm sau, khi người đàn ông này tình cờ thấy sự kiện của Hoàng Đài Đô, anh ta lại cảm thấy tiếc nuối cho cái chết của Hoàng Đài Đô. Vì vậy, để trả thù cho Hoàng Đài Đô, người đàn ông đã trở trên con đường về nhà của ông Kim tối hôm đó, nhân lúc ông Kim sơ hở, dùng dao găm khống chế ông. Ông Kim định phản kháng, nhưng người đàn ông không cho ông cơ hội, một nhát dao đã đâm xuyên qua cổ ông, thế là ông Kim đã chết tại đây. Điều điên rồ hơn là, vì sự tôn thờ Hoàng Đài Đô, người đàn ông trực tiếp trộm hộp cho cốt của Hoàng Đài Đô về nhà, sau đó mỗi ngày đều lấy một nắm để làm bữa khuya, muốn bằng cách này để Hoàng Đài Đô hòa làm một với anh ta, để trở thành người biến thái như Hoàng Đài Đô. Ngày hôm đó, người đàn ông đã bắt cóc một người phụ nữ, sau đó theo cách gây án của Hoàng Đài Đô, anh ta đặt một chiếc gương trước mặt người phụ nữ, sau đó lấy ra một cái dìu, để người phụ nữ chứng kiến cảnh mình bị giết. Điều biến thái hơn là, anh ta thậm chí muốn hồi sinh. Tên tội phạm hiếp dâm giết người hàng loạt Hoàng Đài Đô đã chết 20 năm, để triệu hồi linh hồn của Hoàng Đài Đô. Ngày hôm đó, người đàn ông đã bắt cóc con gái của bà Đồng, đe dọa bà Đồng triệu hồi Hoàng Đài Đô. Nhưng bà Đồng ngay lập tức nhìn thấy ký ức giết người trước đó của người đàn ông, vì vậy bà bắt đầu giả vờ thực hiện phép thuật. Sau đó, khi người đàn ông không chú ý, triệu hồi một con hổ trắng lao về phía người đàn ông, tưởng rằng kẻ biến thái này chắc chắn sẽ chết hôm nay. Nhưng không ngờ khi hổ trắng tung đòn cuối cùng, người đàn ông lại lấy ra một nắm gạo nếp từ túi, rắc về phía con hổ trắng đang tấn công. Khi chạm vào gạo nếp, hổ trắng tan biến ngay lập tức. Sau khi mất sự bảo vệ của hổ trắng, bà Đồng cuối cùng vẫn phải làm theo yêu cầu của người đàn ông, bắt đầu niệm chú triệu hồi Hoàng Đài Đô. Thấy bà Đồng vừa niệm chú, vừa lấy cho cốt của Hoàng Đài Đô rắc lên áo tang, khi lá bùa cuối cùng được đốt cháy, chuông trước ngực bà lập tức phản ứng, phóng ra một lượng lớn khí đen, kèm theo biểu cảm dữ tợn của bà Đồng, linh hồn của Hoàng Đài Đô cuối cùng đã được triệu hồi ra. Ông là tiền bối Hoàng phải không? Tôi muốn mời ông vào cơ thể tôi và hòa làm một với tôi. Vậy sao ông không triệu hồi tôi vào cơ thể của ông, mà lại triệu hồi vào cơ thể của người phụ nữ này? Vì chỉ khi có được sức mạnh của thần bà, ông mới có thể tự do nhập hồn sau này. Và để chiếm đoạt khả năng của thần bà, người đàn ông đã giết chết thần bà chỉ với một nhát dao. Ngay khi thần bà chết, linh hồn chuẩn bị chạy trốn, linh hồn ác quỷ của Hoàng Đài Đô lập tức đuổi theo, rồi hút linh hồn của thần bà vào cơ thể hắn, sau đó quay lại nhập vào cơ thể của người đàn ông. Cứ như vậy, tên tội phạm hiếp dâm giết người hàng loạt Hoàng Đài Đô đã hoàn toàn hồi sinh. Và ngay trong ngày đầu tiên sau khi hồi sinh, hắn đã để mắt đến vợ của người đàn ông. Vì vậy, sau 20 năm không đụng đến phụ nữ, tối hôm đó hắn đã dùng cơ thể này để chiếm đoạt vợ của người đàn ông, có thể coi là một tên dâm tặc không thể tha thứ, một người phụ nữ hoàn toàn không thể thỏa mãn anh ta. Khi đi làm vào ngày hôm sau, anh ta lại để ý đến cô y tá trước mặt, ban đầu định hẹn gặp y tá sau giờ làm, nhưng không ngờ y tá không chỉ từ chối anh ta, mà còn đưa thiệp mời anh ta dự đám cưới một tháng sau. Và hành động này ngay lập tức khiến người đàn ông tức giận. Vì vậy, tối hôm đó, người đàn ông đã đứng trên đường về nhà của chồng sắp cưới của y tá, giả vờ là người cần cứu giúp và kêu cứu bên đường. Khi chồng sắp cưới nghe thấy tiếng kêu và đến giúp, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đâm một nhát vào cổ anh ta, mặc dù máu ngay lập tức chảy đầy đất, nhưng chồng sắp cưới vẫn chưa tắt thở. Thấy vậy, người đàn ông tiến lên và đâm thêm vài nhát vào bụng anh ta, cho đến khi xác nhận người đàn ông trước mặt đã chết hoàn toàn, anh ta mới hài lòng rời khỏi đây. Cứ như vậy, vị hôn phu của y tá trở thành người đầu tiên bị Hoàng Đài Đô giết sau khi hồi sinh. Nhưng điều mà Hoàng Đài Đô không ngờ tới là, trước khi anh ta nhập vào bác sĩ, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ danh tính của anh ta, vì mỗi lần bác sĩ cưỡng sát phụ nữ đều là bệnh nhân đến khám tại bệnh viện, và mỗi nạn nhân đều với anh ta đã xuất hiện trong một cảnh giám sát.
nhưng cảnh sát theo dõi anh ta nhiều ngày mà không tìm thấy bằng chứng, nên vẫn chưa bắt giữ anh ta. Mặc dù vị hôn phu của y tá gần đây không đến bệnh viện, có vẻ không liên quan đến vụ án cưỡng sát hàng loạt này, nhưng y tá lại là nhân viên trong bệnh viện của người đàn ông. Và vào ngày xảy ra vụ án, có cảnh người đàn ông trao đổi với y tá trước khi tan ca. Vì vậy, cảnh sát hình sự Lão Giang kết luận, vị hôn phu của y tá chắc chắn cũng bị người đàn ông giết hại, và mục tiêu cuối cùng của người đàn ông rất có thể là y tá. Vì vậy, để bảo vệ nữ y tá, Lão Giang lập tức chạy đến nhà tang lễ. Nhưng khi đến đây, ông phát hiện ra nữ y tá khóc thảm thiết trước linh vị, nam bác sĩ lại đứng bên cạnh với vẻ mặt hưởng thụ, cười một cách đặc biệt nham hiểm. Nhìn thấy cảnh này, Lão Giang không thể kìm nén cơn giận trong lòng, lao lên đánh bác sĩ một trận, sau đó bắt giữ ông ta. Nhưng trong thời gian giam giữ, cảnh sát lục soát khắp nhà và văn phòng bệnh viện của bác sĩ, nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng giết người nào của ông ta. Cuối cùng, trưởng nhóm trọng án chỉ có thể đích thân xin lỗi ông ta, thả anh ta ra. Và vào ngày đầu tiên rời khỏi đồn cảnh sát, ông ta đã để mắt đến người phụ nữ trung niên quyến rũ trước mặt. Vì vậy, để chiếm được người phụ nữ, Hoàng Đài Đâu lấy cớ dạy chơi bóng để tiếp cận cô ấy. Nhờ vào thân hình điển trai của bác sĩ, anh ta nhanh chóng thu phục được người phụ nữ. Nhưng điều mà Hoàng Đài Đâu không biết là, lúc này ở xa, có một cảnh sát hình sự đang theo dõi anh ta. Ngay cả khi anh ta đưa phụ nữ đến khách sạn vào buổi tối, cảnh sát hình sự Lão Giang cũng luôn theo dõi anh ta, để bắt được bằng chứng phạm tội của anh ta. Lão Giang không vào phòng cùng anh ta, mà luôn rình rập anh ta ở sảnh. Nhưng sau một giờ, Lão Giang phát hiện người phụ nữ không đi ra cùng người đàn ông. Anh ta ngay lập tức nhận ra người phụ nữ có thể gặp chuyện. Anh ta lập tức lấy ra thẻ cảnh sát, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đến phòng của người phụ nữ, nhưng bấm chuông mãi mà bên trong không có phản hồi. Vì vậy Lão Giang chỉ có thể phá cửa xông vào. Nhưng khi vào, anh ta phát hiện người phụ nữ chỉ đang tắm, không bị tổn thương. Sau khi giải thích nguyên do sự việc cho người phụ nữ, Lão Giang dặn dò người phụ nữ, nếu lần sau người đàn ông gặp lại cô ấy, hãy chắc chắn gọi điện thông báo cho mình. Sau khi rời khỏi khách sạn, Lão Giang lại bắt đầu công việc giám sát. Nhưng khi ông vừa hướng ống nhòm về phía ban công của người đàn ông, thì thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào ông. Hành động này khiến Lão Giang giật mình, nhận ra người đàn ông đã phát hiện ra mình. Lão Giang đành phải từ bỏ công việc giám sát tối nay. Ngày hôm sau, người đàn ông đến nhà người phụ nữ mà anh đã gặp tối qua. Sao anh không liên lạc trước mà đột nhiên đến vậy? Có sợ không? Nghe nói em ở nhà một mình, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến người phụ nữ rất sợ hãi. Cô lập tức lấy lý do đi thay đồ để bảo người đàn ông đợi một chút. Thực ra, vừa vào phòng khách cô đã vội vàng gọi điện cho Lão Giang. Nhưng vừa gọi điện, người đàn ông đã xuất hiện từ phía sau và làm cô ngất xỉu. Khi Lão Giang nghe thấy âm thanh và vừa lấy điện thoại ra, cuộc gọi của người phụ nữ đã trở thành cuộc gọi nhỡ. Thế là anh ta lập tức gọi lại. Nhưng khi người đàn ông thấy cuộc gọi đến, anh ta lại trực tiếp cúp máy. Nhưng điều kỳ lạ là, người đàn ông không để lại điện thoại của người phụ nữ, mà chọn mang theo điện thoại cùng đi. Sau khi nhận ra tình hình không ổn, Lão Giang lập tức bảo đồng nghiệp theo dõi vị trí điện thoại của người phụ nữ và người đàn ông. Kết quả thật sự phát hiện vị trí của họ giống nhau. Nhưng khi theo dõi được một nửa, vị trí của hai người đột nhiên biến mất gần núi Nhật Lý, mà núi Nhật Lý là nơi Hoàng Đài Đâu bị bắt 20 năm trước. Nghĩ đến việc người đàn ông luôn bắt chước tội ác của Hoàng Đài Đâu, Lão Giang cảm thấy người đàn ông rất có thể đang ở đó. Thế là anh ta lập tức đến hiện trường vụ án 20 năm trước. Quả nhiên, vừa vào căn phòng tối, anh ta liền thấy người phụ nữ bị treo. Lão Giang vừa định lên cứu người phụ nữ xuống, người đàn ông liền kéo đi cái xô mà người phụ nữ đang đứng. Thấy vậy, Lão Giang chỉ có thể vội vàng ôm lấy chân người phụ nữ ở dưới đỡ lấy cô ấy. Và đây chính là mục đích mà người đàn ông cố ý dụ Lão Giang đến. Nếu Lão Giang tiếp tục phản kháng và đánh nhau với hắn, thì người phụ nữ sẽ bị siết cổ đến chết. Nếu Lão Giang không buông tay, thì người đàn ông có thể tùy ý đánh đập ông ấy. May mắn là khi Lão Giang sắp bị đánh đến nửa sống nửa chết, đồng nghiệp của Lão Giang đã kịp thời đến đây. Nhưng đối mặt với sự đe dọa có vũ khí của cảnh sát hình sự hỗ trợ, người đàn ông không hề cảm thấy sợ hãi, mà cầm dao lao thẳng về phía họ. Cuối cùng trong loạt đạn hỗn loạn, người đàn ông đã bị bắn chết. Sau đó cảnh sát lại ở cốp xe của người đàn ông, phát hiện thi thể của vợ hắn. Tưởng rằng cái chết của tên tội phạm hiếp dâm giết người hàng loạt này sẽ tuyên bố vụ án hoàn toàn kết thúc, nhưng không ngờ khi cảnh sát rời đi, linh hồn của Hoàng Đài Đâu đột nhiên bò ra từ cơ thể người đàn ông, được sở hữu trực tiếp bởi thế hệ thứ hai giàu có này. Và điều này có nghĩa một đợt thảm sát mới lại sắp xảy ra. Người phụ nữ vô tình nhận được tín hiệu đau khổ từ linh hồn người mẹ. Hóa ra kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt đang tìm kiếm mục tiêu mới. Vì vậy cô lập tức làm theo lời nhắc và lao đến khu vực gần đó. Cô không hề biết rằng đây chính là một cái bẫy chống lại cô. Khi cô theo cô đến tận tầng 3, người đàn ông bất ngờ xuất hiện và bắt cóc cô. Và khoảnh khắc cô chạm vào người đàn ông đó, nhưng cô ngay lập tức nhìn thấy ký ức về những vụ giết người trong quá khứ của người đàn ông. Siêu Dinh phát hiện ra người đàn ông này không chỉ giết mẹ cô mà còn anh thậm chí còn hấp thụ sức mạnh ma thuật của mẹ mình. Ngay lúc Tô Tinh cảm thấy hôm nay mình chắc chắn sẽ chết, bạn trai thám tử của cô nhận được tin vội chạy tới đây. Bạn có thể thấy sự xuất hiện của Lão Giang. Hoàng Tài Đồ không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, anh cho rằng người phụ nữ giết Lão Giang trước mặt anh sẽ càng kích thích hơn. Nhưng ngay khi Hoàng Đài Đâu nhấc dao chuẩn bị ra tay, linh hồn của mẹ Thư Tĩnh đột nhiên thức tỉnh, cưỡng chế kiểm soát cơ thể của Hoàng Đài Đâu. Thư Tĩnh. Hoàng Đài Đâu đã áp chế linh hồn của mẹ Thư Tĩnh, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, Thư Tĩnh lập tức chạy đến bên Lão Giang. Thấy Hoàng Đài Đâu mất kiểm soát, Lão Giang định nhặt ống sắt lên để kết liễu hắn, nhưng lại bị Thư Tĩnh ngăn lại. Không được, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Hai người vừa thoát khỏi tầm nhìn, Hoàng Đài Đâu đã áp chế linh hồn của mẹ Thư Tĩnh, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, sau đó nhảy vọt lên, nhảy thẳng từ tầng 3 xuống. Cảnh tượng này khiến Lão Giang và Thư Tĩnh sợ hãi, nhận ra Hoàng Đài Đâu bây giờ không còn như trước. Lão Giang lập tức kéo Thư Tĩnh chạy trốn khỏi đây. Sau khi trở về chỗ ở, Lão Giang liền bảo Thư Tĩnh dùng sức mạnh của bà Đồng triệu hồi linh hồn của cảnh sát hình sự đã khuất, Lão Kim.
vì 20 năm trước, Hoàng Đài Đâu đã bị Lão Kim bắt giữ. Vì vậy, bây giờ chỉ có Lão Kim tái sinh mới có cơ hội bắt giữ Hoàng Đài Đâu lần nữa. Nhưng điều họ không ngờ tới là, ngày thứ hai sau khi Lão Kim nhập vào người cảnh sát Giang, Hoàng Đài Đâu đã nhìn thấy linh hồn của Lão Kim trong người cảnh sát Giang, Kim Lạc Xuyến. Họ đã triệu hồi Kim Lạc Xuyến đến, mọi chuyện bỗng trở nên thú vị hơn. Vì vậy, để trêu chọc Lão Kim, Hoàng Đài Đâu cố ý dùng công việc lương cao, tuyển con gái của Lão Kim vào công ty mình. Sau đó, anh ta bắt đầu theo đuổi cô ấy mãnh liệt tại công ty. Đối mặt với chàng trai giàu có, đẹp trai như vậy, con gái của Lão Kim nhanh chóng bị cuốn hút. Chỉ mới hẹn hò chưa đầy một tháng, cô đã mang thai con của Hoàng Đài Đâu. Và khi Hoàng Đài Đâu chán chơi, anh ta trực tiếp nói ra mục đích của mình trước mặt con gái Lão Kim. Hãy tưởng tượng, nếu bố bạn biết cháu của mình là con của Hoàng Đài Đâu, thì bố bạn, Kim Lạc Xuyến, sẽ có biểu cảm thế nào? Hoàng Đài Đâu nói xong liền trói con gái của Lão Kim lại. Sau đó, anh ta cố ý gọi điện cho Lão Kim hẹn chạy bộ ban đêm. Nhưng khi Lão Kim thấy Hoàng Đài Đâu, ông ta liền lái xe đâm thẳng vào. Sau khi xác nhận Hoàng Đài Đâu đã bất tỉnh, Lão Kim lập tức đưa anh ta đến chỗ thư tĩnh. Chỉ có thể thi pháp để linh hồn Hoàng Đài Đâu tan biến, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn con quỷ này. Nhưng khi thư tĩnh thi pháp, cô phát hiện Hoàng Đài Đâu dùng sức mạnh phù thủy mạnh mẽ đóng cửa linh hồn lại. Thư tĩnh không những không mở được, mà còn bị sức mạnh này đánh bay vài mét. Khi thư tĩnh chuẩn bị thử lại, cô vô tình phát hiện bức ảnh trong túi người đàn ông. Bức ảnh là cảnh con gái Lão Kim hôn anh ta. Nhưng đằng sau bức ảnh, Hoàng Đài Đâu đề nghị chỉ có Lão Kim mới có thể nhập vào cơ thể người đàn ông này, mới có thể tìm ra tung tích của con gái cô ấy. Lão Kim thấy vậy liền vội vàng gọi điện cho vợ, sau đó lấy danh nghĩa là đồng nghiệp của con gái. Từ miệng vợ biết được, con gái và người đàn ông đang hôn mê trong phòng đã đi du lịch. Lúc này anh mới xác nhận lời Hoàng Đài Đâu nói là thật. Vì vậy để cứu con gái, Lão Kim chỉ còn cách liều mạng nhập vào linh hồn của Hoàng Đài Đâu. Do Hoàng Đài Đâu hiện vẫn chưa tỉnh, nên Lão Kim vừa vào đã thấy Hoàng Đài Đâu lúc nhỏ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của cậu bé, họ đã đến một hang động. Từ nụ cười của đứa trẻ có thể thấy, đây chắc chắn là nơi Hoàng Đài Đâu thích nhất. Vì vậy Lão Kim xác định con gái chắc chắn bị giam ở đây. Sau khi nói vị trí cho Thư Tĩnh, Lão Kim liền lập tức bóp cổ đứa trẻ. Anh ta muốn nhân lúc Hoàng Đài Đâu chưa tỉnh mà bóp chết cậu bé trong trứng nước. Nhưng ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Đài Đâu đột nhiên tỉnh lại. Sau khi kiểm soát được Thư Tĩnh, anh ta đã dùng linh hồn của mình giết chết Lão Kim. Cứ như vậy, linh hồn của Lão Kim cuối cùng tan biến. Nhưng ngay khi Hoàng Đài Đâu phân tâm giết Lão Kim, Lão Giang tỉnh lại kịp thời đưa Thư Tĩnh trốn thoát khỏi đây. Ngay sau đó, vài người dựa theo địa chỉ Lão Kim cung cấp, đã đến hang động mà Hoàng Đài Đâu thích nhất khi còn nhỏ. Tại đây đã cứu được con gái của Lão Kim.